Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Nguyễn Toản Sóc Trăng Vlog nha. Lời nói đầu tiên cho mình gửi đến toàn thể quý vị cũng như là các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui tươi và đầm ấm bên gia đình người thân của mình nha. Thì trước mắt quý vị là một cái khung cảnh trên không rất là đẹp nha quý vị. Xin giới thiệu với quý vị cũng như là các bạn, đây là cái khu vực cầu Vành Đai 2, một trong những cây cầu lớn nhất của Sóc Trăng. Thì cây cầu này có chiều dài là 584 m, có bề rộng là 14 m nha quý vị. Thì hôm nay mình có dịp đi ngang đây thì sẵn mình ghé mình review cho quý vị xem cái nét đặc trưng của cây cầu này nha. Thì xin thông tin một số cái vấn đề là cây cầu này khi mà hoàn thành rồi thì năm nay, năm 2024, Sóc Trăng tổ chức cái Festival Đua Ghe Ngò năm 2024, thì nơi đây là một trong những cái vị trí rất là thuận tiện để cho người dân tham quan cũng như là xem cái lễ hội đua ghe ngò được thuận tiện hơn nha quý vị. Thì ở đây do là nó gần cái khu vực khán đài của đua ghe ngò cho nên là người dân có thể lên cái khu vực này để mà xem cái điểm xuất phát của cái giải đua ghe ngò nha quý vị. Thì mình sẽ bay livecam mình quay cái cận cảnh cái nét của cây cầu này cho quý vị xem nha. Thì cây cầu này đã hoàn thành đi vào sử dụng được mấy tháng rồi quý vị. Thì mình cũng đã từng quay cây cầu này, hôm nay mình sẽ quay lại cái góc của cái cây cầu này để cho quý vị cùng biết thêm nha. Đây, cái điều đặc trưng của cây cầu này là đó là có một cái cặp biểu tượng của ghe ngò Sóc Trăng nha quý vị. Đấy, quý vị thấy không? Ở trên màn hình là hai chiếc ghe ngò ở trên cái thành cầu của cái nhịp chính nha. Còn cái tuyến đường này thì người ta gọi là tuyến đường Vành Đai 2, tức là một nhánh là nó nằm bên bờ của đường Lý Thường Kiệt đó quý vị. Lý Thường Kiệt nó dài từ trung tâm thành phố Sóc Trăng đi xuống chỗ ngã tư sông Đinh đó quý vị. Còn một cái nhánh là nó nối với cái bờ của phường 8, nó thuộc cái địa phận nối dài của cái tuyến đường Phạm Hùng đó quý vị. Tức là từ cây cầu này khi mà đi qua cái tuyến đường thuộc địa phận của phường 8 thì có thể đi Long Phú được nha quý vị, rồi có thể đi ngược trở lại lên thành phố Sóc Trăng, thấu ra chỗ cái đường mà chùa Cơ Len đó quý vị, được luôn nha quý vị. Còn cái nhánh bên địa phận phường 4 của đường Lý Thường Kiệt nó dài thì có thể đi về Trần Đề được nè, đi Vĩnh Châu được nè, rồi đi qua đường Mạc Đĩnh Chi được nè. Nói chung là có nhiều cái hướng đi ha quý vị. Cây cầu này mình xin nhắc lại là có bề rộng là 14 m, bề dài là 584 m. Thì cây cầu này đi vào sử dụng thì nó rất là thuận tiện cho người dân đi về các cái cửa ngõ như là về Trần Đề nè, về Vĩnh Châu nè, về huyện Long Phú nè, có thể thuận tiện hơn. Rồi khu vực này cũng rất là khang trang ha. Rồi tới cái dịp lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngò năm 2024 này cũng là một cái nơi rất là thuận tiện để người dân đứng tham quan chiêm ngưỡng cái giải đua ghe ngò của Sóc Trăng năm nay nha quý vị. Còn cái khung cảnh ở nơi đây thì quá đẹp, quá xuất sắc nha quý vị. Thì mình quay sơ bộ cho quý vị xem, trong quá trình xem thì quý vị nhớ tặng cho mình một like để ủng hộ mình nha. Chắc có lẽ clip của mình cũng khá dài, mình xin tạm dừng tại đây. Thì một lần nữa kính chúc quý vị cũng như là toàn thể các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui tươi đầm ấm bên gia đình người thân của mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào clip sau nha.
nhớ ủng hộ mình nha quý vị bằng cách là ấn like. Còn quý vị nào mới vào kênh của mình xem thì hãy đăng ký kênh để khi mình đăng cái clip mới thì quý vị sẽ được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye, xin chào.